Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triệu Lệ Dĩnh bị Đậu Kiêu cạch mặt, không mời đám cưới, vẫn đen bộ vây khi Phùng Thiệu Phong hẹn hò. Vào ngày 18 tháng 4, nam diễn viên Đậu Kiêu đã chính thức tổ chức hôn lễ cùng bạn gái Hà Siêu Liên. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại Bali với chi phí lên đến hơn 150 tỷ đồng. Khung cảnh đám cưới của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên khiến nhân tình choáng ngợp vì quá xa hoa, lộng lẫy. Tuy nhiên, khi đám cưới của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã diễn ra, Triệu Lệ Dĩnh lại bất ngờ được cư dân mạng đeo tên. Nguyên nhân là bởi năm 2017, Năng Tiểu Hoa và Đậu Kiêu đã từng hợp tác trong bộ phim Sợ Kiều Truyện. Hai ngôi sao có mối quan hệ cực kỳ thân thiết cả ở trên phim lẫn hậu trường. Vì vậy, nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao Đậu Kiêu không mời Triệu Lệ Dĩnh mà cả Lâm Canh Tân đến tham gia hôn lễ của mình. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng thực tế hôn lễ của Đậu Kiêu mới rất ít bạn bè trong giới giải trí. Thêm vào đó, cùng trong ngày 18, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đều vướng lịch trình phỏng vấn quảng bá bộ phim Dự Phượng Hành. Chính vì vậy, việc bộ ba Sợ Kiều Truyện không thể tụ hội cũng là điều dễ hiểu. Năm 2017, Sợ Kiều Truyện lên sóng và gặt hái thành tích cực cao. Bộ phim này không chỉ giúp nâng cao danh tiếng cho nam nữ chính là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, mà nam phụ Đậu Kiêu cũng được chú ý không ít. Thậm chí ở thời điểm đó, nhiều khán giả cho rằng thời lượng lên sóng của anh chàng còn gần bằng cả nam chính. Như vậy, với ngoại hình điển trai và diễn xuất tốt, Đậu Kiêu vẫn được lòng rất nhiều khán giả. Là nam diễn viên có ngoại hình, có thực lực, vậy nên khán giả hy vọng rằng sau khi kết hôn cùng Hà Siêu Liên, Đậu Kiêu vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Triệu Lệ Dĩnh thời gian qua từng thành công lớn với Gió Thổi Bán Hạ và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Sự nghiệp của cô hiện tại được đánh giá nổi bật nhất trong dàn tiểu hoa đán thế hệ 8X. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp lên hương, Triệu Lệ Dĩnh lại vô tình vướng phải những ồn ào không đáng có. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh được đề cử giải Bạch Ngọc Lan thì những thông tin tiêu cực về cô trong quá khứ bị đào lại. Theo truyền thông Hoa ngữ, trước khi trở thành diễn viên có tiếng khi đóng trong Hoa Thiên Cốt, cô có mối quan hệ tốt với quản lý cũ là Hách Như. Tuy nhiên, sau đó người này công khai chỉ trích trên Weibo cá nhân nhằm ám chỉ Triệu Lệ Dĩnh rằng ngoại hình không đẹp thì vẫn có thể thẩm mỹ chỉnh hình được, nhưng nếu nhân phẩm đạo đức kém thì làm sao mà chỉnh được. Nhiều trong bài đăng của Hách Như không chỉ cụ thể đích danh một ai, nhưng khán giả phán đoán rằng anh đang đa xéo Triệu Lệ Dĩnh. Hách Như không chỉ tiết lộ nhiều đoạn ghi âm trò chuyện với bạn bè, chê bai mặt mộc Triệu Lệ Dĩnh khác xa với vẻ bề ngoài hoàn hảo trên màn ảnh, mà còn tố Triệu Lệ Dĩnh vốn không hề ngây thơ như hình tượng cô đang thể hiện trước công chúng và truyền thông. Hách Như cũng cho biết Triệu Lệ Dĩnh dựa vào quan hệ để nhận được vai chính trong Hoa Thiên Cốt. Sau đó Triệu Lệ Dĩnh đã cạch mặt Hách Như và nhanh chóng tìm một người đại diện mới để thay thế. Chính những ồn ào này đã khiến tên tuổi nữ diễn viên ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những chỉ trích, nhiều khán giả nhận ra rằng có thể Triệu Lệ Dĩnh bị hãm hại và cố tình hạ bệ cô trước công chúng. Điều này sẽ khiến sự nghiệp và tên tuổi của nữ diễn viên bị ảnh hưởng và vốn mất giải thưởng quan trọng. Bởi chính biên kịch Hoa Thiên Cốt đã lên tiếng tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh đã tự mình đến casting. Nhờ sự hiểu biết sâu sắc mà cô được đoàn làm phim tin tưởng, chọn mặt gợi vàng giao cho vai nữ chính. Thậm chí cũng có thông tin cho rằng do Hách Như tác động mà suýt chút nữa Triệu Lệ Dĩnh bị tuột mất vai chính Hoa Thiên Cốt, vì thế nên cô mới quyết định đoạn tuyệt quan hệ với người quản lý. Có thể nói dù im lặng sống kín tiếng, nhưng thời gian qua Triệu Lệ Dĩnh hứng chịu nhiều điều tiếng. Trong quá khứ, nữ diễn viên gặp không ít ồn ào. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, cô biết giữ hình ảnh hơn và cẩn trọng trong việc lựa chọn phim phù hợp, vậy nên tên tuổi của cô ngày một được củng cố. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.